Các bạn ơi, tháng 4 sẽ lắm hàng từ Trà Vinh gửi đến đấy. Bộ này là một gói thứ 3 từ Trà Vinh này. Nào, chúng ta đi sửa tiếp micro. Sau cái micro này, sau một hai bộ nữa mình sẽ chuyển sang là một con cục đẩy. Và con cục đẩy đó là cũng khá lâu rồi. Đây là mình bóc gói này nhé. Cũng từ trình cho số GX925 mã ù xì và xôi ù xì xôi. Rồi con này các bạn biết bệnh gì rồi, các bạn xem máy của mình nhiều thì sửa nhiều các bạn biết bệnh gì rồi. Ù xì mất tiếng, sửa xong gửi địa chỉ Sambat Cà Răng, Củ Chi, Trà Vinh. Trà Cú, Trà Vinh. Rồi, số GX9 và số GX9 25 ạ. UC cho nên gửi nguồn là đúng rồi. Bởi vì đôi khi cái nguồn này, cái nguồn Việt Nam này nó ù các bạn nhé. Nhưng mà bác này gửi có một tay, có một tay, vậy là tay kia là chắc là tốt rồi, cho nên là không phải gửi. Nhiều băng dính quá. Thôi mình cứ quay video, còn các bạn mà cái đoạn bóc hàng các bạn bỏ qua nhé. Mình chỉ quay video cho khách hàng xem mình bóc thôi. Rồi, chúng ta có một tay UGX9 hai là mã. Vậy thì cái tay UGX9 này lấy tay nào để test đây? Nói thật các bạn, mình có tay UGX9 đấy, nhưng mà nếu mà sau các bạn gửi đầu thu mà liên quan đến âm thanh là một này, liên quan đến sóng là hai này, thì các bạn phải gửi cả tay cả đầu nhá các bạn nhá, đừng có gửi kiểu một tay không một đầu không tay mà một tay không đầu nhá. Nào, video mình sẽ ghép hai video luôn này, ghép thành một luôn. Nào, chúng ta vào nguồn này. Bạn ấy gửi một nguồn có nghĩa là dùng cho hai đầu thu được. À, mình vào rắc 6 ly trước. Máy đã lên nguồn này. Nào, cho nhỏ volume trước này. Sao mà bênh vênh như này? Này, thợ sửa rồi sao mà vênh cái báo này? Thợ sửa hay bắt mà mặt bàn không cân là nó vênh như này này bạn này. Này là mình lấy cái gì mình cho hết vênh cả. Vênh vào này. Hết vênh luôn này. Đó, gần như là hết vênh rồi. Thôi, đằng nào chúng ta sẽ phải tháo ra sửa. Nào, lên loa này. Sôi nền nhá. Vặn bên này lên này. Không thấy gì này. Vặn bên này này. Không thấy gì này. Nào, chúng ta vào tay này. UG925 mã này, coi vàng này. Ô, ui giời, nó còn vỡ toác này. UG925 mã mà dùng coi này à? Ui giời, thằng này bác chơi cả pin vào đây, pin còn ó vào đây, từ nãy nó hỏng, nó chảy nước ra thì toi cơm. 048, 048 là kênh trái này. Alo, alo. Ù xì xôi. Alo, alo, AF lên nhưng mà không ra tiếng à, volume lên nào. Alo, alo, alo. Là kênh này tốt này, mình set sang bên này này. Khi mà nút bấm không bấm được các bạn này. Nút set không bấm được à, bó tay luôn. Nghiến ra nghiến lợi bấm không được, thôi. Vậy là bộ này tháo ra thay toàn bộ nút nữa.
sôi nền nữa. Đấy, tụ xoa đâm bị dò điện cho nên là mình tắt công tắc phát là nó bị đấy. Rồi bây giờ mình đi mình tháo bộ này nhá. Và vì video này mình ghép hai đầu cho nên là mình sẽ bỏ qua đoạn tháo đầu ra. Đây là các bạn ơi, mình tháo rồi và không hiểu sao trong máy này nó bụi kinh khủng khiếp. Bụi kinh khủng này các bạn này. Mà trên mạch cũng bẩn này. Trời đất ơi. Thợ cậy IC ra này. Đừng nói là đây là sửa của thợ nhá. Kinh không? Hay là bác này bác nhặt cái đầu này ở đâu bụi kinh không? Sôi nền mất tiếng. Tiếng bên này rất hay, tiếng bên này mất con ùn 558 này thì hay làm sao được. Nào bây giờ là máy này thì cũng là IC5 này. Và sử dụng một số cái tụ xuất âm với cả mắt ảo này. Nhưng mà thôi, bây giờ đầu tiên là mình đi mình vệ sinh qua cái mạch đã. Nhìn máy bẩn quá. À, mình vệ sinh qua mạch xong bắt đầu mình đi mình thay hết tụ các bạn nhé. Thay hết tụ xuất âm và tụ lọc nguồn mắt ảo. Ok. Nào các bạn ơi, mình thay tụ nhiều máy rồi cho nên mình bỏ qua hết cả cái bước mà kiểm tra này. Mình lắp 4558 mới vào rồi này. Khi máy bị mất 4558 và sóng bên này đang yếu cho nên mình phải lắp cái này bởi vì nó IRN các bạn này. Nó lên IRN và bây giờ mình alo thử bên này nhá. Alo. Alo. Alo, 3434 các bạn thấy không? Sóng nó kém lên mức như này này. Chập chờn và mình phải lắp cái anten vào thì sóng nó mới khỏe được. Alo, alo, sóng bền. Và là bên này lên rồi, tiếng hay rồi này và mình tắt tay nhá. Ở cái máy này thì nó không hết nhiều tụ. Ai chưa? Nó chỉ hết 6 con tụ rồi các bạn ạ. Xem là 6 hay 7 nhỉ? 2 4 6 7 8 2 4 6 8 con tụ. Thế có 8 con thôi. Còn hầu như họ dùng tụ hốm hết rồi các bạn nhá. Hầu như dùng tụ hốm hết rồi. Và vậy là bộ này. Bây giờ chúng ta đi sửa lốt cái phần bấm nút trên này. Mình vừa phải dùng panh để mình kích hoạt nút bấm để mình chuyển tay sang bên này này các bạn ạ. Vậy là máy này là lỗi sôi nền không có tiếng của về bên này. Và bây giờ còn máy này còn bị một cái lỗi nữa là sóng bên này thì rất là yếu. Và khi chúng ta bật lên hai tay này đều sóng kém. Và để cho nó ngon lành mình đi mình sửa nút đã. Sửa nút này thì chúng ta set được đã. Chúng ta set được lúc đấy thì chúng ta sửa sóng sau nhé. Nói chung là mình hiện sẽ hiệu chỉnh sóng cho bạn này lên tối đa nhất có thể. Bạn ấy gửi cho mình, bạn trả đề thông tin sửa cái gì. Thế nên mình làm được cái gì thì mình làm thôi. Còn nếu mà những cái lỗi mà phải ngâm máy mới sinh ra lỗi ấy, thì bạn ấy phải chịu thôi. Mình sẽ không ngâm máy các bạn nhé. Nếu mà bạn ấy mà bảo viết cho mình một tờ giấy bảo là máy ngâm 15 phút hay 20 phút bắt đầu nó mới phát sinh bệnh ấy, thì lúc đấy mình mới ngâm máy thôi. Còn mình sẽ sửa kiểu này thì mình thấy bệnh gì mình sửa bệnh đấy. Thì mình sẽ không ngâm máy. Đấy, ví dụ như cái nút bấm này là mình cũng đè ra mình sửa này. Nút bấm này là mình cũng sửa. Mà khách có đề cập đâu nhưng mà mình thấy có bệnh là mình sửa. Mình thay thế hết nút bấm cho khách. Đôi khi set IR cho nó tiện. Bởi vì khách chuyển một tay cho nên là mình chỉ lấy một tay mình thử cho tất cả. Ví dụ tay của UX9 không thì nó sẽ xếp vào đầu UX9 đây. Cái này nó bẩn quá này. Hôm nay mình tháo ra thế này, này. Bạn này được vệ sinh cái mặt trong này nữa này. Eo ôi cái máy này. Mình có cảm giác như cái máy này bạn ấy vứt ở trong như kiểu là máy ở trong kho hay là trong bạn ấy nhặt ở đống nát. Xong rồi đầu máy này bạn nhặt về xong chuyển cho mình sửa đi để lên máy sử dụng ấy. Nhiều đất bẩn lắm các bạn ạ. Nọt cả vào màn hình bẩn như thế này này, đây này, trong khe này bẩn lắm, kinh người luôn này. Ôi giời ơi, đất cát này.
không có một cái máy nào mà đóng kín trong hộp mà nó lại bẩn như thế này. Máy sử dụng ở nhà không bao giờ nó bẩn như thế này. Rồi, bây giờ mình lấy chút cồn mình vệ sinh qua cái màn hình này cho bạn này. Màn hình nó cắt cái gì vào. Đó, sạch sẽ. Sợ quá cái máy. Đây này, bên này cũng bẩn này. Xem kính ngoài có bẩn không, vệ sinh luôn này. Sao lại có cái máy bẩn thế này nhỉ? Chẳng nhẽ bạn đã sử dụng bẩn đấy ra. Nào, bây giờ mình đi mình thay hết mấy cái nút bấm này cho khách nhá. Eo ôi, đây các bạn nhìn này. Tháo mặt ra nó bơ lên trên này này. Đất nó bơ lên này, kinh nhỉ. Úi giời ôi. Máy móc thế này. Máy này đúng là bạn nhặt ở chỗ khu mà tập kết đồng nát xong bắt đầu nhặt về rồi mới mang sửa đây. Chứ làm gì có chuyện là máy đang sử dụng mà nó bẩn mức như này. Nào bây giờ sẽ thay 1, 2, 3, 4, 5, 6 và một nút nguồn nữa là 7 nút nhá. Mình sẽ thay luôn mới đi. Đằng nào cũng tháo ra đây rồi. Mình sẽ thay mới cho khách. Ok, mình bỏ qua cái đoạn video quay thay nút này nhá. Ok. Đây các bạn ơi, mình thay bên này là 3 nút nhân 10 nhé. Mình có cái gói 6x6x13 này, vừa khuộng vừa khít luôn các bạn này. Và bây giờ mình đi mình hàn vào nhé. Ok, xong rồi mình nắp vào luôn và chúng ta test thử phần sóng. Sóng sánh thế nào, xong rồi xử lý nốt sóng bộ này cho chúng ta chuyển qua bộ kia các bạn nhé. Bộ kia cũng sôi và cũng khả năng cũng phải thay tụ thôi. Số UH9 thì sôi ủ xì này, thay tụ là nó hết các bạn nhé. Tất nhiên là có những một số bệnh liên quan đến 4558 nó cũng sôi nền các bạn nhé. Không phải là chỉ sôi do tụ nữa. Nhưng mà chúng ta cứ phải thay hết tụ đã. Xong rồi nếu mà thay hết tụ mà nó không hết thì chúng ta mới xoay vào 4558. Cái quan điểm của mình bao giờ cũng là IC sau cùng. Sau cùng mới vập vào IC chứ đừng vập ngay vào IC đầu tiên nhé. Bởi vì có những con IC nó hiếm là chúng ta không có mà vập vào ngày đâu. Cho nên mình tập cho mình cái tính gọi là luôn luôn là coi như là IC không có và chúng ta cố gắng sửa cho nó bằng được. Trừ khi là lỗi do IC thì chúng ta mới phải thay thôi. Tức là dò hết linh kiện xung quanh nó không vấn đề gì trong lúc đấy bắt đầu mới thay đến IC. Còn nếu mà IC mà còn nếu mà linh kiện xung quanh mà còn một con nào chưa đo thì chúng ta phải đo hết. Bởi vì đôi khi một con đấy nó lỗi sinh ra bệnh. Thế nên chúng ta phải kiểm tra các con xung quanh. Bởi vì thường thường IC nó mạch bảo vệ nó rất tốt cho nên là ít khi nó bị hỏng IC. Nó toàn lỗi linh kiện xung quanh con IC thôi. Trừ khi con IC mình bị sốc điện hay là bị điện áp dâng quá cao quá. Nói chung các cái điều kiện an toàn của nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ sinh ra bệnh. Rồi. Nút nhấn của khách này là nút nhấn loại có sắt này. Nút nhấn của mình là nút nhấn nhựa này. Rồi, ok. Bây giờ mình test nút nhấn cái. Để nguyên như này test nút nhấn. Tình cờ năm xưa ta như đùa vui thế thôi. Có hôm nay đấy, tần số lên này. Xuống này. Set này. Set IR này. Đó. Rồi. Set bên này này, lên này. Xuống này. Set này. Nút power này. Rồi, ok. Vậy tôi làm tốt rồi nhá. Mình đi đáp lại. Các bạn ơi, cuối cùng là chân của con bóng IR này. Mối hàn của nó bị như kiểu là cái lớp mạ trên thân của nó bị nó không còn tốt đi. Bục ra mình chấm lại chân mối hàn cái là được. Không vấn đề gì. Chấm lại mối hàn trên chân bóng.
nó chạy ngon luôn rồi. Nào mình xét cái tay này sang bên phải này rồi này. Nào mình cho lên kênh 00. Đây, sóng phun nhá. Vậy là bên này không phải chỉnh sóng này. Bên này bị phải chỉnh sóng các bạn nhá. Rồi, vậy là sóng rồi. Bây giờ mình thêm một cái nữa cho bạn ý là mình sẽ chỉnh trung tần luôn. Đằng nào cũng mở ra rồi. Nói chung về chất lượng tiếng thì mình thấy chưa đến nỗi là trung tần có vấn đề đâu. Nhưng mình cũng thử ngoáy luôn cho bạn ý. Cái nào, mình lấy cái tua vít phù hợp. Lên âm thanh nào. Alo, một hai. Không giờ rồi anh ngủ chưa anh? Hỡi đâu mà lo lắng trong đêm? Bọn mình nghèo túng để cho quen ngày sau giàu có mới thương thêm. Alo. To hẳn lên các bạn ạ. Alo. Mình xét sang bên này nha. Để nguyên thế mình xét sang bên này xem trung tần bên này so với trung tần bên kia nhá. 97, 98, 99. Ok. Xem trung tần bên 99 bên này xem thế nào nhá. Anh ơi. Alo. Anh suy nghĩ chỉ từng giờ, cho đêm tối chân hừng hờ. Con này là trung tần nó hơi kém này các bạn này. Và chúng ta vào anten thì chúng ta quyết định. Con này vẫn bắt buộc anten. Alo. Ui, con này trung tần chuẩn luôn. Không phải chỉnh. Alo. 567. Về bên này không phải chỉnh gì luôn các bạn. Về bên 00 này thì phải chỉnh. Alo. 678910. Rồi, vậy là đầu thu là ok rồi này. Đầu thu làm những cái gì? Thay khách tháo một con. Ui, sao cái pin này nó nhẹ đấy. Nhẹ hơn pin con thỏ các bạn ạ. Vì con nó nhẹ hơn con thỏ. Thay 8 con tụ. Thay 8 con tụ. Bao gồm tụ hầu như là tụ lọc mắt ảo các bạn ạ. 1 tụ lọc mắt ảo, 2 tụ lọc mắt ảo, 3, 4 tụ lọc mắt ảo, 5 tụ lọc mắt ảo. Có một con tụ tiếp âm mà. 2, 3 con này là tụ lọc của cái con IC này. Còn đúng một duy nhất một con là tụ tiếp âm thôi. Còn đây mát ảo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 con tụ, 7, 8 con lọc nguồn. Và một con duy nhất là 9 con là tiếp âm. Đó. Và thay 7 cái nút. Thay 7 cái nút bấm. Chỉnh sóng bên này mạnh lên. Chỉnh trung tần bên này. Ok. Mình gói game cái đầu lại nhá. Mà bây giờ mình đi chuyển sang cái đầu kia. Nào để lại tí thương hiệu này. Làm tí lại thì tí thương hiệu cho bà con biết là sửa chữa đồ điện Dũng Ngân đã đi ngang qua đây. Ok, mình sang cái đầu thu UG9 kia nhá. Ok các bạn. Các bạn ơi, thêm một cái chi tiết của cái này nữa. Không hiểu sao là ai đó ngoáy chiết áp của 393 lung tung đi. Các bạn thấy đây nhá. Mình đi sát vào này, alo, mic này cũng không kêu ra, alo, tức là nếu mà chúng ta vào anten, đây là không phải là lý do, đây nhá, mình vào anten phát kêu luôn, alo, 1, 2, nhìn chúng ta rút anten ra, mất kêu, đó, để xa ra tí mất kêu, và đồng chí nào đã ngoáy trên app 393, alo, 567, 8910, ngoáy lung ta lung tung trên app 393 cho nên là nó bị mất tiếng của về bên đấy nhá. Nó bấp đó. Rồi, trên app bên này thì ok. Trên app bên này là ngoáy lung tung. Alo. Rồi, mình chốt bộ này thôi. Xong. Nào các bạn ơi, chúng ta đến với chiếc UX9 này. Và mình sẽ vào Canon đi. Mình đang vào Canon của con kia. Bởi vì chiếc kia là trước khi mình đóng máy thì mình sẽ thử lại bằng Canon nữa để cho nó chắc chắn. Nào, UX9 này.
ù xì và mất tiếng. Rồi, vẫn là nguồn của bạn ấy. Bây giờ mình sẽ vặn nhỏ volume trước này, vặn to thế. Lên nguồn. Ui, màn hình xanh, bạn này thay đèn. Rồi, nào lên tiếng. Lên tiếng. Mình không thấy sôi nền nhá. Hay là tiếng bé quá cho nên là không phát hiện ra sôi nền. Nào mình sang Sony. Nào lên tiếng. Không thể cho sôi nền. Không thấy sôi nền. Rồi. Nào mình xét thử xem khả năng là hỏng tụ mất tiếng cho nên là nó không sôi nền không được. UG8 ăn UG9. Con này sóng kém quá các bạn ơi. 4 vạch sóng. Thôi mình quay lại góc gần cho các bạn xem dễ hơn. Đây các bạn này. Để đây mà 4 vạch sóng này. Vậy con này chỉnh cả sóng nữa nhá. Nói chung là khách không quan tâm đâu. Khi mà khách vào anten là khách không quan tâm đâu. Nào xét đi rồi xem bên này. Con này là full vạch mất led này. Full vạch nhưng mà mất led nhá. Nhưng mà Israel. Nãy ông nào chỉnh vào 393 rồi. Nào có Israel nữa không? Điện Israel nhá. Đấy, bây giờ mới sôi lên này. Bây giờ sôi này. Các bạn nghe tiếng sôi không? Xì xì đó. Nào mình tắt tay đi này. Bây giờ nó mới sôi các bạn nhá. Đấy, xì xì đấy. Nào bây giờ mình thử xem bên nào sôi nhá. Nào mình cắm bên phải xem nào. Lên tiếng. Không sôi. Cắm bên trái này. Lên tiếng. Không sôi. Vậy là 6 ly sôi nhá. Ok. 6 ly sôi lên. Hôm trước chúng ta có sửa một chiếc 6 ly sôi lên rồi đấy. Nào, bây giờ mình đi mình tháo đầu thu. À mình chưa thử âm thanh nhỉ. À, nhưng mà Israel hết rồi cái đầu. Nào mình cắm Canon, mình test Canon rồi. Mình vào anten cho nó uy tín này. Để mình lấy thêm cái anten nữa. Cho đỡ phải chuyển đi chuyển lại. À, mình có mua Trung Quốc 10 đôi anten này. Mỗi loại tần số đầu 6, đầu 7, đầu 8, đầu 9 nữa. Mỗi loại mấy đôi. Nào, on tay lên nào. Mình đang set tay B này, kênh B này. Nào, lên âm thanh kênh B này. Alo, alo. Đây, sóng AF rất mạnh. Alo, alo, alo. Nhưng mà không có tiếng các bạn nhé. Con này lại thay tụ thôi. Nào sát sang kênh 73. Nào. Có anten rồi mà sóng vẫn 4 vạch. Bỏ tay. Con này sóng nặng quá. Alo, vẫn mute tè nhá. Thôi, khỏi phải sát. Nó đi sửa đi. Cho nó nhanh các bạn ạ. Bây giờ điều đầu tiên con này mình đè ra mình thay. Thay hết tụ nhá. Nói chung UX9 như mọi khi là mình làm như vậy. Thay hết tụ. Bởi vì UX sôi nền. Thay tụ. Ôi mình bỏ qua khâu tháo máy. Ui trời đất ơi các bạn ơi. Này các bạn này. Đất cát này. Sao lại kinh khủng thế nhỉ? Đây, cái máy này. Ôi giờ chỉnh cái gì đấy? Line con gì đây? Đây, line con gì đây? C185. Line con mở nguồn các bạn ạ. Con này con mở nguồn cho mạch khuếch đại sóng với cả mạch khuếch đại đây này. Mở nguồn. Ôi, kệ. Không sờ vào đấy các bạn ạ. Ô sao mấy cái anh này 393 cái ngoáy lung tung hết nhỉ. Bên này ngoáy 393 này làm sao mà nó bắt nó chảy Israel. Bó tay.
trời đất ơi, thợ mới thuyền. Volume cho đèn lửa đi. 393 cho quán lửa đi. Ê, nó chạy ra em. Nào, thử lại bên trái xem nào. 3 vạch sóng. Đấy, hết mute luôn. Hết mute luôn. Alo, lên tiếng ngay à. Ờ, con này là mất led chứ không phải là bị ấy các bạn ạ. Led bị mất. Đây này, alo nó không lên được này. Khả năng sóng khỏe nhưng mà mất led thôi. Alo. Bác là bác ấy sờ vào đây, bác ấy nghịch, bác ấy thay led và thay led xanh mà bây giờ nó hỏng cả led lên luôn rồi. Rồi, hỏng cả màn hình luôn. Thôi, cái này thì chúng ta sẽ không sờ vào màn hình. Bạn ấy bảo UC thôi thì chúng ta sẽ không sờ vào. Và chúng ta giải quyết cái tiếng sôi ấy. Nào, bên trái mình chưa sẽ thử được là tiếng lên đi cưng. Alo, alo, alo. Rồi, xong. Không tiếng gì cả. Nào, sôi lên một lúc nó mới sôi. Bây giờ mình đi, mình đo tất cả các tụ 8V, mình loại trừ. Ôi giời, nào. Nấy gì mà cho không kêu. Này kêu vào mắt được. Đứt, đây không phải là bị bong mối hàn mà là đây không phải là mối hàn nó bị tụt mà nào hàn nó chưa dính. Ôi, bây giờ mình sẽ đi mình thay hết tụ các bạn nhé. Cái cách xác định tụ thì mình không cần phải nói lại nữa rồi. Nó cái đấy là mình đã nói quá nhiều rồi cho nên là đây là hàn không ngấu các bạn ạ. Rồi, xem nào. Đấy, hàn xong rồi cầm giật này, nó không tụt ra mới được. Nào mình đi mình thay hết tụ đã, xong chúng ta làm việc tiếp. Ok. Các bạn thêm một chi tiết này, mình đang quay máy để mình tháo tụ này. Bỏ qua đi ốt chống ngược này. Câu tắt luôn các bạn ạ. Ôi, rồi các bạn ơi, mình vừa mới thay 27 con tụ. Và cũng vừa kiểm tra luôn cái điện áp sau khi thay thế rồi. Vậy là ngon lành rồi. Và bây giờ chúng ta test lại sau khi mà chúng ta thay xem đầu tiên là có sôi nền hay không. Cái thứ hai là tiếng có bị có lên được chưa. Nào, bây giờ mình sẽ mở lên nhá. Để tắt tay đi. Nào, mình mở tiếng lên xem có sôi nền không này. Bạn hết volume xuống này. Lên volume này. Vậy là cũng không thấy ý kiến gì này. Nào, bây giờ mình bật tay nha, mình để volume ở giữa này. Bật tay lên này, alo xem nào. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó là về bên kia, về xét sang bên này. Sóng full nhá. Alo. Alo, 4, 5, 6. Alo. Alo, 4, 5, 6, 7. Mình cầm tay vào đây là mất sóng này. Alo, alo. Cầm tay ở đây mất sóng này. Alo, cầm lên trên này. Đi xa một tí chập chờn này. Và mình sẽ chỉnh 393 cho nó có tiếng này. Nó đang bị mute các bạn ạ. Đây mình quay xuống cho các bạn xem này. Đây khi mình để tay vào đây không sao này. Đó, các bạn thấy chập chờn mute không? Alo. Và bây giờ mình sẽ đưa ra xa cho nó mute hẳn đi này. Cho mình ngoáy cho hết mute các bạn nhé. Đây là mute này. Các bạn nhìn đây nhá. Rồi đèn này trước nên khó nhìn. Tắt đỡ một cái đèn. Vẫn tối quá. Không nhìn được. Đây như thế này. Đó, cho các bạn xem này. Chữ mute này. Đúng không ạ. Mặc dù là sóng vẫn có này. Ngoài 393 này. Hết mute này. Đó, hết mute nhá. Alo, alo, 567. Rồi, mình set bên kia, mình chỉnh nốt mute bên kia đi. Rồi, sóng full rồi. Alo, alo, alo. Bên này thì đưa ra xa này, đó, cũng chập chờn này. Đó, các bạn thấy. Thấy nó nhanh 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 ấy. Đó, và mình sẽ ngoáy nốt cái này này. Ngoáy về cho mute đi, xong rồi ngoáy lên nhá. Đó. Alo, 567. Nhưng mute là chúng ta tắt tay là nó phải mute nhé.
Tắt tay nó phải mute nhá, mà máy cũng đến nỗi mà tắt tay mà không mute là toi đấy, nên tắt tay vẫn phải mute nhá. Ok, vậy là tắt tay. Mình xử 6 ly xem có sôi lên không nhá. Canon là không sôi lên rồi, tiếng vừa phải rồi, tiếng này ok rồi, nhưng mà lát mình sẽ vẫn chỉnh trung tần cho bạn ấy. Nào, chúng ta xem 6 ly này. 6 ly nó sẽ to hơn là Canon. Lên đi, vẫn không sôi nền nhá. Nào, on này. Alo. Alo, một hai hai. Tiếng này là quá khỏe rồi, không cần phải chỉnh trung tần nữa. Tiếng này chuẩn tiếng của số UGX9 rồi. Alo, 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 6-7. Vậy là bạn này trung tần rất tốt, tiếng ok, luôn nhấn mọi thứ ok. Rồi, vậy là mình giải quyết xong hai con máy rồi. Vậy là con này chỉ thay tụ thôi, không phải làm gì cả. Nào, mình đi mình vệ sinh cái máy cho bạn nhỉ. Chứ trông cái máy đầy cát đất như này này. Mà cái máy này không có một cái chân nào. Không biết là bạn làm tủ rách hay là bạn làm cái gì mà không có chân. Rồi, ok, bây giờ mình đi mình vệ sinh máy thôi là xong nhá các bạn nhá. Bộ này không phải sóng sánh gì cả. Chỉ ngoáy 393 để cho nó đỡ bị mất tiếng thôi. Và tiếng con này rất là hay rồi. Rồi, còn cái việc vệ sinh là việc của mình rồi. Thôi, mình xin kết thúc video ở đây thôi. Bây giờ cũng 12 giờ đêm rồi, cho nên là mình sẽ phải đi nghỉ thôi, chứ để sáng mai 8 giờ lại cày tiếp được các bạn ạ. Ôi, mình không làm thì hàng nó chất đống, anh em lại dục, cho nên là mình phải làm thôi, chịu khó thôi, biết làm thế nào. Nói thật các bạn, nó là đam mê. Nghề nghiệp nó là đam mê. Đam mê từ nhỏ thành ra lớn lên là nó theo nghề đam mê, thành ra là nó cứ quấn vào. Rồi, bây giờ mình đi vệ sinh sạch sẽ xong rồi chắc chắn mình lại để một cái logo vào đây. Sau khi vệ sinh xong mình để một cái logo vào và mình đóng gói bảo hành cho tem bảo hành cho khách thôi. Vậy là máy này không có vấn đề gì ngoài tụ.